Chào tất cả hai bạn, tụi mình đến từ MCMA và hôm nay đại diện cho team Sonowork qua mình đo phòng cho bạn Dương, cho mình hỏi là bạn Dương là bạn nào ạ? À, mình Dương. Cho mình hỏi Dương xíu là phòng của mình là mình đã hình thành được lâu chưa? Phòng mình thật ra nó bắt đầu hoạt động từ khoảng tháng 7. Tháng 7 là mình bắt đầu đem đồ qua, bắt đầu mình setup bên này rồi. Khoảng là được khoảng 5 tháng. Gần 5 tháng. Vậy thì cho mình hỏi là khi mà setup một cái phòng này thì Dương có những cái khó khăn hay là những cái thắc mắc gì không? Sự là cái phòng này, tại vì nó ban đầu là nó cũng không có được xây ra ở mục đích là để làm phòng thu, thì đây nó một cái căn master bedroom của một cái căn hộ cao cấp, thì mình lấy nó ra để mình làm cái phòng thu, thì nó có một số cái cấu trúc nó như vậy rồi, và mình đang không biết là bây giờ nếu như mà xách cái búa lên đập thì không biết đập chỗ nào, nhưng mà còn mà về can thiệp về về mặt cấu trúc đó luôn thì cái kinh phí nó cũng cao, cho nên là không. Xong rồi mình có theo dõi bay của MCMA, thì ở đây cũng có trường cũng đang học ở MCMA, thì mình có thấy cái thông tin quảng cáo về cái Sonowork, cho nên là hôm nay mình mới có được dịp mà mọi người đến đây đo phòng cho mình, cho nên là mình thấy là mình muốn biết là cái phòng mình nó đang bị vấn đề ở chỗ nào, tại bây giờ mình miss xong cái bài nó cứ bị thiếu thiếu một cái gì đó, đưa qua bên phòng của ví dụ một một bạn khác của mình nghe để đối chiếu á, thì nó sẽ bị thiếu cái gì đó. Mình đang không biết rõ ràng nên mình muốn có cái gì đó chính xác hơn tí. Nó bị xa lệch cái gì đó. Không rõ. Em thấy là Từ từ nha, hình như có ai đâu đây đang đang không đang. ai nói gì hết Không biết Dương có thể tiết lộ là những cái trang thiết bị mình đã đầu tư cho cái phòng của mình để phục vụ cho công việc không? Thứ nhất là về cái loa thì mình đang xài JBL 305. Thì cặp này cũng khá là phổ biến ở Việt Nam, thì những cái thiết bị cơ bản thôi. Tai nghe mình có một cái DT990 ở phía trong close bus để mình thu âm trong booth, còn cái này một cái là DT880 để mình open để mình mixing. Rồi interface thì mình xài Resonate Quantum 2, Thunderbolt, với mic ở trong đó mình xài của Rode NTK condenser dạng tub. Đây đó là những cái thiết bị cơ bản của mình, còn một vài cái tai nghe nhỏ nhỏ đàn đĩa thì mình đơn giản thôi. Lúc đầu thật sự là mình cũng không có kiến thức gì về mặt acoustic treatment nhiều, tại vì mình cũng coi sơ sơ trên mạng thôi. Thì ở đây lắp một vài cái mood ở ngay phía góc đây, mọi người có thể quay lên phía góc này, đó có hai cái mood ở đây, ở trên trần cũng là một cái mood khá là dày cái này, và ở trong là mút trứng gà, với lại một vài tấm diffuser ở phía trong thôi, một vài cái đơn giản thôi, mình vẫn chưa thấy là nó chưa có ổn lắm, nên mình sẽ cân nhắc lại cái việc là sẽ gắn thêm, ví dụ như sơ sơ phòng này hồi nãy bên phía mấy bạn nói là bị thiếu cái bass strap để cho nó tán một số cái âm thanh nó ra đó, thì để Rồi. mình sẽ cân nhắc lại những cái phần đó sau. Còn những cái tổng thiệt hại này thì nó cũng tại vì nó ít quá nên cũng không có dám khoe, cái nhiều thì khoe rồi chứ ít quá không dám khoe cũng kỳ lắm, bữa nào mà nhiều nhiều khủng khủng thì mình khoe sao. Vậy mình hẹn lần tới Khi ha. nào có đồ khủng mình khoe làm sao. Ok, thì những cái khó khăn của mình như vậy là hy vọng là team Sonowork sẽ giúp bạn Dương có thể giải quyết được phần nào đó những cái vấn đề mình đang gặp phải, và giờ mình cũng bắt đầu đo và thực hiện cái quy trình. Rồi sau đó mình sẽ để cho Dương trải nghiệm cái phòng thu của mình sau khi đã được chỉnh sửa lại nhé. Ok, cảm ơn em xem hay nhiều.
không quan tâm em là ai, quá khứ em như thế nào, không biết em từng đau làm sao. Yêu là cho qua, để bên nhau thì ta luôn phải thứ tha. Bật này lên nghe giọng rõ hơn. Biết đâu sống mãi với nhau trọn đời, cưới nhau nghe rõ hơn. Em ơi, không lấy được em cuộc đời anh còn cái chỗ này lên là giọng tao nó bị ôm ra. Bao tháng ngày trong mình nóng, hay mình cứ yêu trôi tim ngắm trầm mau, cứ yêu mình nào. Em ơi, để không hối tiếc những phút giây tuyệt vời. Vocal là nó không tác động gì. Không, nhưng mà em nghe cái phần low mid của vocal có ảnh hưởng rõ đó, cái đó để nghe rõ nhất. Ok, welcome back. Chào mọi người nha. Mình vừa mới đo xong đúng không? Yeah. Chào mọi người. Ok, rồi vừa rồi thì mình vừa mới trải nghiệm xong phần mềm Sonowork, thì không biết là bạn Dương có những cảm nhận như thế nào, những cái khó khăn của mình có được giải quyết không hay là nó còn hơn như vậy đúng không? Có, nói chung là giải quyết được một số cái thắc mắc về cái cách kiểm tra cái bản những cái file final của mình bữa giờ. Nói chung là mình biết được là cái lỗi nó nằm ở phần nào rồi, mình từ đó tụi mình sẽ căn chỉnh lại. Nói chung đó là một cái trải nghiệm cái mới mà rất là tuyệt vời, đỡ phải xách cái búa lên đập cái phòng. Rồi, em thấy sao? Em thì đúng là nó giúp mình biết được những cái mà trước giờ mình cứ bị thắc mắc, đó là tại sao cứ cầm cái bạn của mình qua một phòng thu khác thì nó lại bị giống như là nghe thì tưởng dư, nghe thì tưởng dư một đống thôi, nhưng mà bật lên kiểm tra thì thấy nó thiếu quá trời. Thiếu rất là nhiều. Kiểu cứ tưởng là mình mới ngủ dậy tay mình nó không tốt. Đúng rồi. kiểu vậy. Đúng rồi, kiểu vậy. Nói chung là hiểu được cái vấn đề rồi. Nhiều khi không phải do mình nghe đâu, nó phải là do cái môi trường của mình nữa. Cái môi trường nghe nó rất là quan trọng. Khá là hay. Sau khi trải nghiệm như vậy, những cái vấn đề mình cũng được giải quyết phần nào rồi, thì không biết là Dương cho Sonowork trên thang điểm 10 thì Dương đánh giá tầm bao nhiêu điểm so với những lần sử dụng đầu tiên? Cho mình cho 9.5 đi ha. Dương cho 9.5. Dương cho 9.5. Thực sự rất là cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho phần mềm Sonowork cũng như là team Sonowork. Khi nào mà mình kiếm được nhóm mua cái này nữa thì nó được 10. NANI? Hiện tại giờ là chưa có cái nhóm để mua nên là chưa có mua được, cho nên là 9.5, chứ mà có nhóm mua thì là 10. Đó, nói cho rõ chứ mình chấm không mắc lắm. Vậy thì team Sonowork cũng chúc cho Dương là sẽ sớm tìm được hai nhân tố bí ẩn còn lại để có thể cùng với mình sử dụng phần mềm Sonowork một cách đường chính chính. Ok, cảm ơn. Mình còn 21 ngày thử nghiệm nữa, mình sẽ tranh thủ mình tìm trước khi nó hết hàng. Chào mọi người. Chào mọi người nha.